chị làm riêng hả thầy? Con này mã 05L90
Dạ sale đầu like cho mấy chị với giá con này là 70.000. Tại vì hàng co giãn em không có sale nha. 70.000. Mã này là mã 05L90. Đầu la ship có 20.000 mà mấy chị, trong khi đó em phụ ship mấy chị tới 15.000 nữa. Rồi em lên cho tiếp cho mấy chị mã này. Mã này là mã 107L108. Mã này vải co giãn nha. Mã mấy chị đọc giùm em mã nha. Mã này là mã 107L108. L108 là tương đương là khoảng cỡ 90 đến 95 kg. Tương đương khoảng cỡ 90 đến 95 kg á mấy chị. Chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Chị nào chốt thì chốt giùm em nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị mã 06L108. Mã 06L108 mấy chị, con này là không rách. Nhưng mà con này nó làm cái watch với cái rin rất là đẹp nha mấy chị. Watch với rin cực kỳ đẹp luôn, không rách ha. Con này là L108 tương đương là, tương đương cũng 95 kg mấy chị. Tương đương nó nằm khoảng trên dưới 95 kg một chút nha. Tùy cái chiều cao cân nặng của mấy chị. Em lên cho mấy chị một con mã 20 nè. Mã 20L100. Mã 20L100. Ờ, chừng nào có chân gà lấy hai hũ chị Hạnh Dung ở đâu? Tùy vô Facebook một cá nhân của chị Yên á. Cái này là giao riêng, không có giao chung quần áo nha chị. Hello chị Son ghé. Ghi trong cái Facebook của chị Yên á. Tùy vô ghi comment đây. Chị Hạnh Dung trần hai hũ chân gà. Là tiền ship là nói chung là riêng nha, không có ship chung với quần áo ha. Rồi em lên nha mấy chị, mã này là mã này L100 nè. Mấy chị lưu ý nha, những cái mã này em chỉ đọc một lần và em sale đúng một lần thôi nha. Chứ ngày mai là nhiều lúc bắt qua cơn của em là em không sale mã này, là mã 20L100. Mã này sale cho mấy chị 80. Mã này sale mấy chị 80.000 vải co giãn L100 nha. Chốt giùm em mã 20. Cho nên mấy chị tranh thủ nha, tại vì em sale là sale có cơn á mấy chị. Chân váy này L100 nè. L100 mã ha. L100 mã 20 80.000. L100 mã 20 của chị Dung Kim Ngô 80.000. Em lên cho mấy chị con chân váy này. Mấy chế ơi, mấy chế mà thường mặc áo thun là mấy chị nhớ lên giùm em. Nhớ hút giùm em cái mã này nè mấy chị. Nhớ hút giùm em cái mã này nè. Cái mã này nè mấy chị là chân váy, không phải chân váy quần. Hồi trước em có mua rồi dạ. Tại hồi trước có shipper cái đợt này, có shipper của anh Tư á. Thì anh Tư chạy anh không biết đường lắm. Đó mấy chị ơi coi nè. Mã này là mã chân váy, mã này 150. Nhưng mà con này đẹp lắm mấy chị. Con này nếu mà nó vô cái hàng của công ty á, nếu mà nó vô cái hàng của WS là nó phải nằm ở 250 chứ không phải là 150 nha mấy chị. 150 con này là L100. Con này có hai con thôi. Ê, con này còn có một con thôi, tại tối qua có được ba con. Em một con, chị gì đó một con và còn lại một con chị Cao Kim Vượng. Thì con này chỉ còn có đúng một con thôi, cho nên chế nào chốt thì tranh thủ chốt cái mã chân váy này nha. 150.000 chân váy. Chị nào chốt chân váy chốt lên giúp giùm em chân váy ha mấy chị ha. Chân váy. Em lên tiếp cho mấy chị mã 16L102. Mã 16L102 mấy chị ơi. Mã 16 mình sao nãy ông ngồi bên đây nè ông nội. Mà coi mặt ngây thơ đó, đụng tới nó cái mặt nó ngây thơ đó. Mã 16L102. Con này 140. Con này mấy chị mặc với lại áo phun là em nói mấy chị đỉnh lắm. Mã 16. Chị ơi, chị Hạnh biết không? Cái kiểu tính em á là sao ta, làm cái gì cũng cầu toàn hết trơn á. Em không có làm hàng rẻ. Ví dụ thịt làm rộng mắm cũng vậy. Ừ là ra lấy thịt nóng thì làm, chứ không có lấy hàng. Em nói mấy chị giờ tụi nó lấy làm hàng, ví dụ thịt ngâm mắm hoặc lỗ tai ngâm, tụi nó làm mấy cái hàng mà chị biết hàng à, giống như hàng đông lạnh nè, rồi xong rồi hàng cũ nè, với lại hàng công nghiệp của tụi nước ngoài gì Trung Quốc nhập về thịt hết đó chị. Đó, cho em xem lại mã 16. Dạ chị xong mã 16 em 102. Em nói chị là con quần bên em là chị khỏi chê luôn. Con này vải cũng đẹp mà độ co giãn cũng mịn mềm nha. Con này L102, mã 16L102, cho nên khi mà em bán gì lúc nào cái câu đầu tiên em cũng như nem chả này, em nói má là nem chả cho con số lượng như đó thôi là má sẽ làm còn cỡ trận trận như đó. Chị biết hồi xưa mà chả lụi da bao một ngày em bán 100 kg là mấy chị biết cỡ nè, em đi hội chợ đó bán dữ lắm. Con này mã 25L88 nè mấy chị. L88
bán mấy chị coi cái khuyết giùm em mà mấy chị coi cái vải nè. Xuất sắc không mấy chị coi vải túi nè mê không? Rồi con này chốt giùm em mã 25L88. Mã 25L88 con này. Chị nào chốt mã 25L88 chốt giùm em. Mã 25L88. Em lên cho mấy chị mã 03. Mã 03L102. Bảy tóc có chị Lan. Có bảy tóc tuy ra lấy mấy bao bảy tóc ra đây. Sau đó bao đen dây, bao quần xám lông chuột. Dạ cho chị Phạm Châu coi lại váy quần. Váy quần là L100. Nó nằm khoảng cỡ 80kg. Chị Châu trơn chưới 2-3kg nha. Cái này là không phải là váy quần. Cái này là chân váy nha. Cái này là chân váy nha chị. Chân váy jean nha, không phải quần. Ngang con này nó dài gần tới đầu gối ha. Con này là chân váy. Em có đăng á chị Hằng Dung Trần. Em có đăng hàng Tết. Chị kéo cái bài viết Võ Thủy Yên lên. Em có đăng hàng Tết là đúng sau khi em nghỉ hai quần áo là bắt đầu 1-2 ngày là em làm kim chi, em làm cải chua, rồi đem chả má, rồi em gửi vô là em giao trong ngày 23, 24, 25 gì cho mấy chị. Nhưng mà giao sớm nha, tại vì giao sớm em nghỉ sớm, tại nguyên năm em cày như con trâu trét rồi. Nhưng mà đem chả của em là mấy chị phải bỏ ngăn đông nha, và không bỏ tủ mát nha, bỏ ngăn đông. Bỏ ngăn đông khi nào mà chị ví dụ như ngày mai chị cúng lịch là chị lấy ra chị bỏ ra ngoài khoảng cỡ 4-5 tiếng là nó tự rã, không được quay nha. Không có chất bảo quản nha, không có chất kết dính, nói chung không có những thứ bậy bạ, cho nên mấy chị phải làm theo em dặn ha. Đó. Chân váy này L100. Chị đặt L100 thì móc chân váy này, chân váy này L100 mà có 150.000 à. Đấy cho nha anh chị Hạnh Dung Trần. Kim chi rồi chị cứ để trong tủ mát đó, rồi từ từ Tết thì ăn không được kim chi má. Em làm là phải ăn 2 tháng để tủ mát. Nhưng mà kim chi em làm không phải như siêu thị đâu. Mấy mốt ăn đừng có ghiền hỏi em nha. Em được cái hậu đậu vậy đó chứ mà làm đồ ăn ngon lắm. Mấy cái này nó ghiền lắm, thiệt. Ghiền dữ lắm. Tuy ơi, bữa trước mình còn một lô chân váy đi kiếm chân váy lấy quần dài à. Đổi với chị Ngọc Mai. Đã chịu không? Chịu rồi. Chân váy này em sợ chị Huỳnh Hòn. Mặt hơi bị tức bụng để em phi nó kiếm nha. Dạ chị Lan ơi, quần bảy tóc rồi Lan ơi. Dạ quần 78 này có size 36 lớn nhất nha, là dưới 85kg này. Quần này là quần quát rách nè. Và ở đây có đan dây nè. Quần quát rách là ở đây có đan dây nè. Đó. Quần quát rách là ở đây có đan dây nha mấy chế nha. Rồi chị nào chốt quần này thì chốt lên giúp giùm em nè. Quần này chỉ có 140 thôi. Chứ nói quần này nó có eo, nó có size từ 60 đến 85kg. Chị nào chốt quần 78 này thì chốt giùm em nha. Chị nào chốt quần 78 này thì chốt giùm em. Quần 78 này nó có hai màu mấy chị. Nó có một mã lông chuồng nữa nè. Mà có trong tư nghe, mà vải đẹp lắm. Vải đẹp nha. Vải ok, vải ổn ha. Và con này là lông chuồng nè. Và con này là 78 nè. Chị nào lấy 78 thì lấy 78. Chị nào lấy lông chuồng thì lấy lông chuồng. Em có cái chân váy quần này chị Châu ơi. Em có cái chân váy quần. Em có mấy loại chân váy quần luôn. Ở bên kho thì cũng còn. Đây là chân váy quần, mà chân váy quần này thì 220 nha mấy chị. Chân váy quần này thì 220 ha. 220 chân váy quần Mickey nè. Mà vải co giãn nha, chứ là chốt chân váy quần Mickey thì chốt giùm em chân váy quần Mickey. Chị nào chốt chân váy quần Mickey thì chốt giùm em chân váy quần Mickey ha. Chân váy quần Mickey này nó có size từ 32 đến 36. Chế nào chốt mã nào thì chốt lên giúp giùm em nha. Hôm qua em về Lorin đẹp lắm, tối hôm qua em về Lorin đẹp lắm. Nè riêng ống bát nè mấy chị. Nè riêng ống bát, chút nữa bỏ cho ba ống bát này nha. Nè mấy chị coi riêng ống bát này, con này em chưa đâu. Hôm qua có một lọt ba rồi. Đó mấy cái đó rồi nè. Ủa bữa một lọt thì chân váy lĩ. Nè để em lấy chân váy lĩ ngay cầu thang á. Tuy là bữa chị sắp đó một đọt chân váy á. Mày sắp cái gì mày sắp đi lên đi xuống ngoài á. Là lấy chân váy lông chuột bảy tóc của chị Lan Trần. Dạ ok chị. Chị Lan Trần à, 85kg. Cái trời còn nha. Cái trời còn lông chuột của chị Lan Trần. Lông chuột nó còn ít lắm. Nó còn có 2-3 tháng. Dạ lông chuột có rồi chị ơi. Lông chuột còn 32, 33, 34 mà. Cái này cái gì vậy? Này chín tóc hả? Này là tơ chín tóc đâu có cái này. Em có một con quần chín tóc nè mấy chị. Con này nhiêu cái? Con này
này có 160 không? Con này có 160 mà mấy chị đẹp không? Xuất sắc không? Mùa này chín tắc nè. Mùa này chín tắc nha. Chồng nó lên đây. Mùa này 32 rồi. Mùa này 32 chị Lan cũng vừa. Đây mùa này 32 của chị Linh Tư Sầm nè. Á Linh Tư Sầm 140 nè. Nóng chuột này không có size chị Lan nè. À con chín tắc này nha. Linh Tư Sầm 140 nè. Con này khoảng cỡ dưới 75 kg nè. Con này 70 đến 75 kg nè mấy chị. Con chín tắc nè. Con chín tắc này 70 đến 75 kg em để riêng nè. Con chín tắc này 70 đến 75 kg nha. 70 đến 75 kg con chín tắc này. Chị nào chốt con chín tắc này chốt giùm em. Ủa Quỳnh với Thi đi rồi hả? Đi hai đứa luôn hả? Đi Quỳnh tên nội. À, Quỳnh cho ông nội ăn. Không biết cho ăn được không chị? Ủa Quỳnh, Quỳnh có cho uống thuốc không chị? Lấy chị Châu chín tắc, chị Châu cho em lên chiều cao cân nặng đi. 160. Quần này là 220 đó chị. Riêng này là riêng chín tắc, là riêng này mấy chị muốn lấy thì báo em nha, 160. Riêng này là riêng chín tắc, chị nào muốn lấy size, chị nào muốn lấy quần này bao nhiêu ký thì báo em đi, 160 của chị Châu. Chị bạn Châu lên chiều cao không nặng. Chị bạn Châu lên chiều cao không nặng. Em có thiệt, em có con quần đen mà nó đẹp quá trời. Nó 140 mà nó đẹp, ôi là đẹp. Nó đẹp từ vải tới form luôn á mấy chế. Lai lọc nè. À, nó đẹp từ vải tới form luôn mà mỗi tội là mấy chị cái gì không? Say lớn. Quần chín tắc 72 kg hả chị Ngọc Hoàng? Rồi ok, đợi em nha. À, chín tắc 72 kg là chị mặc size 33. Đợi chút, quen quen lấy cho chị Ngọc Hoàng, đợi em tí. Sao chín tắc là mình kho kia tí. Con này eo 112 nè. Eo 112 con này tương đương 95 kg. Tương đương, qua nghe chị mất cái bút lông. Tương đương thôi chị. Ủa hồi bữa anh Phước có đi mua băng keo không vậy anh Phước? Cả này. Mấy cuộn? Ủa không có mua keo lớn hả? Rồi để qua để Ti nó qua nó lấy cái bao chín tóc qua nha chị Ngọc Hoàng, chị Nhung với chị Đông Mai, đợi em một chút nha. Eo này là eo 112 nè. Chốt giùm em mã 02 eo 112. À, mã nó dễ mặc lắm á chị. Em còn một con chín tóc lông chuột rách nữa, chị nào muốn coi thì báo nha. Những cái bao đó bên kia bên này thì bên này luôn. Bên này có bao nhưng mà chín tóc rách. Rồi. Đây nè mấy chị đi kiếm mày con chân váy nào mà ý yên, con chân váy này mà ý yên bán 150. Con này là nếu mà hàng WF ý yên bán 280 đúng không, nhưng mà con này chỉ có 150 thôi, phải co giãn. Nhưng mà rất tiếc là con này thì chỉ dành cho những chị ở size bự á mấy chị. À, những dành cho những chị mà size 95 đến 100 kg nha mấy chị. Đây là con này dành cho những chị size 95 đến 100 kg, eo 112, mã 03 eo 112. Mấy con này là chân váy nha. Mấy con này là chân váy á mấy chị. Mã 02 eo 113. Hôm nay em có những con quần ống bát đẹp lắm đây mà mấy chị. Mấy chị coi vải nè. Nếu mấy chị là cái người cầm cái quần này lên mấy chị mới mê. Mấy chị coi nó làm cái lưng nè. Em nói thật lòng màu nè. Mấy chị thấy phê không? Chốt giùm em là eo 90 mã 01. Eo 90 mã 01. Nói chung là quần hàng Việt Nam xuất khẩu, quần dài là 200. Quần sọ là 140 nha mấy chị nha. Quần sọ là 140. Mã này là mã 01 eo 90. Mã 01 eo 90 nha mấy chị nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị là mã 02 eo 92. Con này là quần ống bát nè. Mã 02 eo 92. Anh ở trong tủ lạnh anh lấy giúp em cái ly thuốc. Đó ông nội cũng mất cái. Em coi được còn không để em chỉ cho bạn ra. Rồi biết thôi em biết quần này cho nó đút cho ông nội chưa. Tới giờ uống rồi không uống cái ở đâu. Trời mấy chị thấy hay không? Để em nói cho chị nghe. Ông nội giai đoạn cuối luôn rồi. Mà 10 ngày đây em cho uống thuốc. Em cho uống thuốc cái cách đó không có bị đau luôn. Còn chị nào mà chưa. Hả? Con cho uống rồi hả? Còn chút hả? Con có quậy ở dưới thôi hả? À, rồi xong bỏ cái ly lại cho tủ lạnh riêng ra nha. Đã uống chưa? À, ăn xong rồi phải ăn không? Không chịu ăn rồi. Con bỏ chiếc chép tủ lạnh, lấy chép tươi đó không con? Một eo 90 ống gì á? Không, một eo 90 ống thì ống bình thường nhờ gái. Không, một eo 90 ống bình thường. Ống nó
chế mặt vô hàng ngày là bao sang luôn. Là ông đó chế mặt vô là bao sang mà bao dễ thương nha. Chế con đô la chạy ra đường nha. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ông bình thường. Rồi em lên mã 02L90. Mấy chị coi bát nè. Mấy chị coi bát nè. Và mấy chị coi túi hồi trước là lạ không? Đó, túi hồi trước rất là lạ. Anh ơi, gửi giùm em mã 01 của chị Linh Tư Sần ấy. Chị Linh ơi, chị về chị nhìn cái lưng của con này chị mê lắm. Chị thấy này nó bình thường đúng không? Nhưng mà chị về chị nhìn cái lưng của con này nó làm đẹp lắm chị. Lưng của cái quần này nó làm rất là đẹp. Không phải bán rồi cũng chưa bán, cũng nói mình bán rồi cũng vẫn còn thích nha. Hả? 200 ngàn của Linh Tư Sòn. Mã này là mã 02 là mã ông bát nè mấy chị. Mã này mã 02 là mã ông bát. Chị đâu chốt mã ông bát, chốt lên giúp dùm em mã ông bát nha. Mã ông bát là 02 mới chết. À, ông bát em có hai con nè. Hai con xanh đen ống báo E92. E92 là con cỡ 72kg. E92 là con cỡ 72kg nha. Rồi em lên cho mấy chị cái quần giống như chị Linh Tơ Sòn mới lấy nè. Giống như cái quần của chị Linh Tơ Sòn nhưng mà con này L84. Con này L84 còn sớm anh ơi. Anh rút 10 triệu đi anh ơi. Bỏ ở nhà rồi nhận heo rồi thuốc tan rồi chứ ha. Rồi chúng ta hai bạn đi nghỉ vậy. Chúng ta con. Rồi. Đây là quần dài. Rồi quần dài hai bạn đi ra sau rồi. Ok cho Linh qua đây hết đi. Rồi mã đây là L84 nha mấy chứ. Mà nè cái con này tối hôm qua nè. Cái con này mà hôm qua em đi kho. Giờ còn đúng một con L88-90 à. Mà chị không biết chị Linh Tơ Sòn hôm qua có coi like con này không. Chị coi nè. Nó là quần jean, không phải túi hộp nha. Nè quần jean này chị thấy phơm không? Con này L88. Nè lưu ý con này L88 là các mấy chị có cái túi của nó nè. Đó cái túi của nó nằm hai bên. Nó giống như túi hộp của quần hộp. Nhưng mà thực sự nó không phải quần hộp. Nó là quần jean. Nhưng mà con này L88. Cho nên đâu anh chị. Xin dễ sợ L88. Chị đâu chốt L88. Chốt lên giúp dùm em con này L88. Đây là cái thời điểm mấy chị nên mua đồ shop ha. Đánh nhẫn dành chút thời gian mua đồ top L88. Con này L84 là mới like không? Con này L84 thì em mới like rồi. Con này L88. Ôi mấy con này là bát hết rồi. À, mấy con này thì nó cũng giống cái quần đen. Con này cũng eo vậy nè. Con này cũng vậy nè. Con này size M không? Ê, còn sót con size L L98 nè mấy chế. Con này là có nguyên quy đắc bỏ ra cho chị này. Con này L98 nè, con này chị nằm dưới 78kg hút nó nè. À con này là hàng hiếm nha mấy chị. Con này hàng hiếm á. Coi lên trước thử có không. Nửa lần quần nó chạy ra mất là tôi lết quần đó nha. Nha, tôi khóc lết quần cho mày biết nha. Có riêng nam em chưa lên, đợi chị chút. L98 của chế Phương Vinh. Chế Phương Vinh ơi, chế lên chiều cao cân nặng giúp em đi. Rồi, chị Vinh mà về mặt con quần này, chị Vinh không bị đụng hàng luôn. Hứa với chị Vinh luôn, về mặt con quần này vô không đụng hàng luôn. Chị Phương Vinh 200 nè. Chế con quần nó mặc chắc ăn là không đụng hàng luôn. Rồi, em lên cho mấy chị một cái mã riêng nhỏ của chị Linh Tơ Sòn này. Lấy con này L96. Con này tương đương dưới 76kg nha. Đô la. Cho mèo béo. Con này tương đương dưới 76kg. Gọi con này phơm đẹp lắm. Cái con này là điểm 10 cho chất lượng nè. Em không có nói quá đâu nha mấy chị. Lại béo. Con này L96. Làm gì mà con đợi la tới la lui hoài. Con thích đi không? Nó bắt một cái là đủ. Má tao khóc lết cái quần luôn nha. Tao khóc lết cái quần rồi thấy cái cảnh với tao nha. Không trăm mốt mặc được chị Phương Anh. Chị với em một size ấy. Chủ yếu cái heo thôi chị Anh ơi. Em nói chị Anh nghe nè. Ví dụ nha, hàng của nghe mà hàng của Yên xuống á, chị kiểm tra thử đúng đồ chị nhận không. Nếu đúng nha, nhận đồ đi. Rồi trả tiền cho ship đi, vào mặc thử, chặt rộng, cứ báo em đổi size. Mẫu nào em hết size em cho chị đổi mẫu, phải nha. Tối nào 8:30 em cũng like cho nên chị Phương Vinh cứ vô like của em nha. Tối nào em cũng like. Chị Phương Vinh ơi, chị em có chơi chị trong tin nhắn chị về cho em xin địa chỉ xuống thôi nha chị. Nè, mấy chị cũng để vậy nè đó. Bị chó này nè, nó nằm giấy chim rồi. Thì ngọc mai mình đổi cái quần ha, ok
chị nhớ đo em cho chị. Để mình chị đi. Rồi em quân chính xác đây, quân chính xác hai bằng ở đây. Quân chính xác hồi nãy của ai nè, em kéo lên em Ngọc Hường 72kg. Ngọc Hường 72kg, quân chính bắc. Quân chính bắc này á, size 35 của Nhung Trần nè. 16 của Nhung Trần nè con. Nó bịch rồi. 16 của chế Nhung Trần nè, kéo lên. 16 của Nhung Trần nè. Rồi quân 72kg của Ngọc Hoàng nè. Chị nào mà lỡ thấp thấp thì phải báo em nha. 72kg của chị Ngọc Hoàng, xin địa chỉ số điện thoại chị Ngọc Hoàng luôn nè. Mới chào luôn á Tuy. Chưa xin địa chỉ chị Ngọc Hoàng. Chị Ngọc Hoàng 16 nè. Rồi còn ai nữa chế Đông Mai đúng không? 33 giấy trời còn 33 cho chị nha. Rồi 33 của chị Đông Mai nè. 33 quần của chị Đông Mai. Cái quần chính tắc này mặc đẹp lắm. Rồi chị Đông Mai 33-36 con. Rồi mong 101 mà bình thường. Rồi các chị nào chốt chính tắc hay lần nữa không? Em lên lại con chính tắc này lần nữa nha. Em lên lại con chính tắc này lần nữa. Chị Ngọc Hoàng ơi, bên em có chơi trong tin nhắn ấy, chị về cho em xin được chỉ số thoại nha chị. Dạ chính tắc này 160 nha mấy chị. Má bữa bán lộ, bán lộn giá tới giờ luôn. Con này 160 nha, đẹp không mấy chị? Chính tắc nha. Con này là mặt tới ống quyển á mấy chá. Con này mấy chá mặt tới ống quyển nha. Rồi chính tóc. Chị nào chốt chính tóc kèm chiều cao con nặng lên cho em nha. Chị Phương Vinh cũng vậy. Lên chiều cao con nặng cho ý. Nè em có một con quần ống nè. Mấy chị coi quần này eo trăm nè. Mấy chị coi giúp em eo trăm nè. Chết chưa. Đây là quần túi hộp nè. Eo 100 quần túi hộp. Chế nào chốt quần 7 tóc túi hộp chốt nha. Con này hàng hiếm. Con này em để trên này nha. Con này hàng hiếm á mấy chị. Con này hàng hiếm nha. Em còn con gốc lính là sale cho mấy chị 120 ngàn còn con. Chứ giật đầu chết cái thằng này nó mới được rồi. Giật đầu chết đi à. Ủa chị Ngọc Hoàng, con nãy ra mua gì rồi? Chính tóc phía trên á. Mới lấy nha bà cái con chính tóc đi qua. Alo. Chị 7 tóc chị Yến nhiêu ký hả? Chị Yến 80kg, trời ơi chị Yến với em là 1kg luôn á nè. À, 100. Trời ơi quần này mà hàng Việt Nam xuất khẩu mà có 140 rồi chị đã không? Mà chị coi túi xéo nè. Trời ơi coi vải nè chị. Ôi đã đời ha. Rồi 140 của chị Nguyễn Yến. Em có con áo lính là 60-80kg mặc dừa. 60-80kg mặc dừa thôi, giờ còn có con sale mấy chị. Sale mấy chị như thôi sale 101 đi. Hai con, hai con chứ. Nam cũng được và nữ cũng được nha. Ý yên mặc dừa là 60-80kg. Rồi chị nào chốt áo phóc lính em sale cho 101 còn đúng hai con. Còn đúng hai con nha. Cho nên chị nào chốt áo lính thì chốt đi nha mấy chị nha. Chị nào chốt áo lính thì chốt giùm cho em ha. Cái quần của chị Phương Vinh này 200 đúng không? Đúng rồi. Chị nào chốt áo lính thì chốt giùm em áo lính nha mấy chị nha. Áo lính. Dạ 60-80kg nha mấy chị nha. 60-80kg. Dạ áo khoác của chị Yến nè. Chị Yến cái. Còn mấy chị không lấy thì em chắc lên kia cho cả nhà đi ha. Tại vì con này nam cũng được và nữ cũng được chị nha. Con này nam cũng được và nữ cũng được, ăn cơm đi con. Cho nên chị nào chốt con này thì chốt lên giúp giùm em ha. Ủa, em mặc đồng đúng rồi, em mặc đúng rồi. Mấy chị không chốt là con này mấy chị hối hận lắm mà. Ha, nó nhìn nhà ba đó. Nhìn nhà ba đó. Nhìn nhà ba đó. Lính của chị Tài Lê nè, 101. Ủa ghi cho Tây. Gì không? Nè, Tài Lê lính 101 Nguyễn Tây. Trời ơi, tao quăng qua mày ghi, mày cũng không ghi, mày nói, mày cũng không nói. Đưa. Đó quay rồi con. Rồi, một cái của chị Tài Lê hả? Nó muốn ra với ba nó đó mấy chị. Mấy ba nó gì nó bự lắm. Nó bự dữ lắm. Đi một cái đọc đầu à. Đi một cái đọc đầu chết queo à. Còn anh quang về luôn rồi. Em về em ngồi, mà tới giờ em vẫn còn mê đó chị. Tới giờ vẫn còn mê nha. Chị nào muốn lên Việt Nam thì comment lên Việt Nam nha. Em like con thử còn gì được sale được cho mấy chị em sale không. À còn cái váy này chị Yến ơi, mua giùm em cho nó khỏi lưu lan lưu địa được không? Chị Ngọc Hoàng ơi, bên em có sale chị về cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Mua đồ ấy em không á. Đồ kia. Mua đồ ý yên, đồ kia bỏ hết rồi. Dạ đúng rồi, phải mua chị. Không mua em ế chết mẹ em cho chị. Em có con đầm thun nè chị. 60-100kg nhưng mà mặt không có bị rộng đâu nha. Tại nó có chung thun á. Ở dưới nó có cái tùng nè chị. Ở dưới nó có cái tùng rồi. Bán sale con này cho mấy chị 70 ngàn nha. 70 ngàn đầm mũ.
chị đâu chốt con này đi mấy chị, chị đâu chốt thì 70 ngàn, con này mấy chị mặc trong nhà đã, mặc đi tới đi luôn đi tôi đi bộ, mặc đi tới đi luôn đi tôi đi bộ nha mấy chị nha, đi tới cũng mặc được mà đi luôn cũng mặc được, rồi em lên nha mấy chị, mã quần dài ai cho đi kim lại, ai cho đi đầm mũ của Thi Bảo Ngọc nè, Thi Bảo Ngọc đầm mũ 70 ngàn, em lên cho mấy chị mã quần dài, mã quần dài bán cho mấy chị có 160 à, 160 mã quần dài sale, cho nên làm ơn mua mã quần dài dìm số ký nha con ơi, cái clip đỏ ở trên lầu hồi bữa Ti lấy ra, con lên lầu lấy cái clip đỏ trên thành cầm vậy con, cái ví cầm tay á thì không để chút nữa lấy cũng được, nói đi chắc qua, nhưng mà cái view của chị Thanh này không tính tiếp nha, qua gửi không chịu đọc tin nhắn. Rồi em lên cho mấy chị mã mã này ồ lộ bữa nay mã hai vạch, bữa nay mã chín tấc rồi đó đó đó, nằm xuống yêu hồn nha, chết à, em đây em lên cho mấy chị mã chín tấc luôn, mà chín tấc theo hoa mấy chị, chín tấc có theo hoa và xanh đen đẹp không quý vị, đây có hàng sầm nhiều, có 160 à, rồi chốt giùm em chín tấc theo hoa 160, chín tấc theo hoa 160 nha mấy chị, mấy bữa em bán lộn giá nha, quần này với mã dài là cùng một giá tiền nha mấy chị, sale đó bà nội cha đi bán 140, đầm ngủ vô lấy cái đầm ngủ, cái bao đầm ngủ còn được 4-5 cái ra đây đi, để em lấy cho chị Hạnh Dung Trần lựa nè, chín tóc theo bên size 33 của bé Đoan Mai, bé Đoan Mai rồi size 33 của bé Đoan Mai nè con, 160, trời ơi con này mặc lên phải lòi lắm, giá đầm ngủ, đầm ngủ của chị Hạnh Dung Trần, đầm ngủ của chị Hạnh Dung Trần nè con, ơi cũng lâu, đầm ngủ của chị Hạnh Dung Trần kéo băng keo vàng này, tôi ơi cho tối tụi bay vào anh mày anh thuốc con này dễ, Hạnh Dung Trần đầm ngủ 60-100 ký thì chị thật con ghét còn được mấy con nè, nè con nè hoa vàng nè, trời ơi có 70 ngàn à, hút đi mấy chị ha, chín tóc em một con, chín tóc trà mi một con 80 ký không đợi chút nha trà mi, đây nè hàng tết mấy chị thông cảm là không có dồn bill lâu được nha đó, chết em luôn á, đây mấy chị đầm vàng nè, đầm hoa vàng nè mấy chị ha, trời ơi mấy con này 70 ngàn mấy chị mặc phơi lòi luôn, dạ đầm hoa trắng đen xanh nè, đầm hoa trắng đen xanh thôi, con ra ba đây, ra ba chứ không bụi, đi ra ba đây đi đây, có tôi mừng mừng quá quá mừng chạy mừng chạy, hoa trắng đen xanh nè ha đó, à, chị sẽ cho ghét lựa hoa đỏ nè chị, hoa đỏ nè, trời ơi có 70 ngàn không mua mỗi gì bi nè, nhung mua cái đầm này mặc là nhung mà bi nè, bi cam nè, bi cam nè, rồi để lấy quần nha, đợi tí xíu nha, bi cam nè mấy chị coi giùm em, bi cam nè đó, bi cam nè, còn có mấy con à, bi đó bi gì, cái đó bi cam đất, còn đây bi cam tươi đó, còn cái đây là đầm hoa đen chắc luôn, dạ đầm hoa đen đúng rồi, bi cam của chế Phạm Châu nè, Phạm Châu 70 ngàn nè, chị Phạm Châu lên à, chị Phạm Châu nè, chị Phạm Châu 67 ký, lấy hai cái nữa nha để em lựa cho chế hai đó nè, cái con này, cái con này bữa trắng xỉu sạch sỉ trong nhà nè mấy chế coi nè, cái con này là khi mà em bán ship bộ là cái màu này là chuẩn nhất nha mấy chị, là cái màu này chuẩn nhất nha, xanh độc chuối dễ thương không, dạ lấy hai cái này là vàng bi, cái này là vàng bi nè đấy, để chế hai cái phải không, em sẽ lấy theo sở thích của em ok không chị, em sẽ lấy cho theo sở thích của em nha, lấy theo sở thích của em, vàng bi của vàng, vàng bi của chị Phạm Châu 70 ngàn, bi xanh đột chuối của chị Nữ Nhơn nè, rồi để em lấy quần cho ba chế nha, ba chế đợi em chút, em lấy cái chế một con tím nhẹ với một con hoa này của chị Hạnh Dung Trần, hai con nè, ở đâu ạ, Dung Trần Dung Trần bi tím khách lấy rồi chị Nữ Nhơn, này của chị Hạnh Dung Trần nè, hai con 140 nha, hai con của chị Hạnh Dung Trần, dạ bi vàng với bi xanh đột chuối khách lấy rồi, nó nằm bên kia, nó nằm bên kia để em chụp lại cho chị Nung Lê nha, rồi để em tối em qua bên kia em lấy cho chị Nung Lê nè, Nung Lê
Dạ dạ nhưng cần ba cái đúng không chị? Dạ em còn là hoa vàng. Mấy chế coi hoa vàng. Trời, hoa vàng em nói dịu dàng lắm. Hoa này mới đẹp nè mấy chế. Hoa này mới đẹp nè. Hoa này mới đẹp nha mấy chế nha, đẹp không? Hoa này mới đẹp nè. Nè con hoa đen tím nè. Hoa đen tím nè quý vị ơi. Để giờ quý vị quên chốt hoa đen tím hả? Nếu mấy chị muốn nhiều màu thì tối nay gặp em 8:30 ha. Hoặc là tí nữa ha, like 2 giờ mấy chị kêu cho coi đồng ngủ 70.000 thì con bé nó sẽ lấy nha. 70.000 xem. Nè em còn con đồng bi cam nè mấy chị. Bên đây còn con đồng bi cam. Túc tắc không mấy chị? Ôi đẹp quá trời luôn, con này mặc vô trắng bóc trắng bông. Con này mặc vô trắng bóc trắng bông. Hả? Đấy, mấy con này mặc vô trắng bông trắng bóc. Trắng bóc trắng bông. Rồi kéo lên. Kéo lên để lấy quần chính tắc nè. Quần chính tắc của Trà My. Quần chính tắc này size nhiêu? Chị có. Chị Phạm Châu. Quần này 34, Trà My 35 với 36. Rồi 36 của chị ở Trà My nè. Trà My 36. Nhung trần nè con. Nhung trần. Bây giờ đừng tin là mấy cái này có mì vậy. Trà My 106. Nhung trần 106. Dây hoa có chị. Nó là free size 60-100kg nha mấy chế. 60-100kg nha chị Thùy Anh ơi. Rồi có chế nào chốt chính tóc theo hoa đúng không ạ? Có chế nào chốt chính tóc theo hoa giá 106 không chốt giùm em ạ? À. Rồi em có một cái mảo quần dài. Tại gì đây? Trời má ơi, cái này là chân váy quần nè mấy chị. Cái này chân váy quần 200 nè. Chân váy quần 200 có 236 nè, đẹp không mấy chị? Đẹp quá trời quá đất luôn á, con này là chân váy quần nè. À, chị nào dây bao nhiêu? Dạ có 70.000 con mà giá hàng teo đó chứ con đó 140-150. Con này chân váy quần size 36, con này em có size. Con này em có size để chút phân ra nha, con đang có size. Chị còn đầm xếp ly đen không chị? Có hình không? Có hình không Thi Bảo Ngọc cho bữa nay em nói thiệt là bữa nay hàng về em bị lắc rồi, em không nhớ được luôn chị Thi. Bị lắc là sự thật nha. Nói chung là bữa nay bị nhiều hàng quá em bị lắc não á chị. Nhiều hàng bữa nay nhiều quá tại em giặt hàng Tết nhiều quá. Tối hôm qua em nói thiệt với chị, chưa bao giờ em bán hàng tự tin bằng cái bộ tối hôm qua. Ai đồng tầng dập ly còn chị? Còn đồng tầng đó còn. Đồng tầng đó thì còn. Dạ con này nè em có một con quần nè mã 46 eo 106 nè. Eo này tương đương là tới 95kg, 90-95kg là con eo 106 rồi nè. À, đồng tầng đó còn chị. Em có một con chân váy da eo 85, con này tương đương dưới 65kg, con này cũng 140 nha. Con này cũng 140 cho mấy chị luôn ha. Ở cái bao quần dưới dài, tùy nó mới dễ, khi mặt phải dài. Chị ơi, tùy khi mặt luôn á. Rồi em lên mã quần rinh dài cho mấy chị nha. À, mã này nha. Mã này chị Phạm Châu, chị Phạm Châu có 67kg rồi nha. Rồi mã này lấy nó là free size nha, nó size đó là một size 65-85kg. Con chụp hình báo qua đi, đồng tầng 280 cho chị Thi Bảo Ngọc. Con chụp cái đó qua xong con báo đồng tầng 280 cho Thi Bảo Ngọc ở dưới nốt lại. Em lo cho mấy chị quần dài xả 106 nè, mấy chị lưu ý giúp quần em nha. Xinh không? Trời ơi, đẹp chưa, xuất sắc chưa? Hơi bị phê lòi luôn, hả không? Rồi chị nào chốt, chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp cho em. Mã này chỉ có 106 thôi nha, cho nên mấy chị tranh thủ chốt nha. Để chút qua em gửi cho chị Thi Bảo Ngọc. Có hình đây nè, có hình đây nè chứ. Đồng tầng xếp ly phải không? Gọi điện nha. Gọi điện. Để em sửa. Đây nè. Xin nãy rồi.
Phương Nguyên mã N8Q7. Không phải đâu, tại lúc đó họ đặt mình chưa lấy đồ đó, xong rồi họ tưởng như những shop khác N8Q7 gọi điện chốt hàng đi Quỳnh ơi. Ừ. Tại do lỗi mình chứ không phải lỗi người ta đâu, đọc cái mã đi anh. Tại lúc họ đặt ti qua bên kia lấy hàng qua, rồi họ tưởng nhà mình là gọi điện chốt hàng những người khác. 529 gì? 529 872. Ê, đồ má, ngu rồi, đi chỉnh không đồng. Nhiều quá. Chị thấy chị đặt cái quần lưng đó. Đọc lại đi anh. Cho em một phút nó dịu lại. 3, 9, 8, 6, 8, 7. Dạ. Chị thi bảo mật phải không? Dạ, chị vô chị đọc tin nhắn, em chụp cái hình ảnh cho chị coi, xem là chị coi xin chắc là chị coi. Em nói thôi, mới đặt hàng đây mà bị rấu liền hả? Rồi em có gửi chị thi bảo mật nha, quần riêng dưới chân chị có ru xì đó chị. Quần riêng dưới chân có chữ ru xì đó chị. Quần riêng chín tóc dưới chân có chữ ru xì là quần đá 220. Chị Ngọc Giang muốn lấy quần đá size nhiêu báo với em nha. Rồi em lên. Em nói với chị em có một lô chân váy mà toàn size lớn. Mà bữa nay không có mấy chị size lớn. Em thấy chị chụp đầm body. Đầm mẫu body hai màu. Ủa đầm mẫu body hai màu là đầm nào chị? Mình chụp đầm mẫu body hai màu là màu nào chị? Chị kiếm hình chị gửi em đi chứ em chưa hình dung ra được con đầm đó bên em. Gì? Body là body dây mà có sọc sọc đó hả chị Thu? Hay là body nào? Những cái con chân váy này đều là size lớn nè. Những con chân váy này đều là size lớn nha mấy chị. Nè em có con chân váy eo 94 nè, con này hồi nãy đầu la em có bán một con nè. Con này đầu la em có một con xanh đen, con này là còn ở dưới 74 kg nè. Chân này là chân váy chứ không phải chân váy quần nha. À con này eo 94, con này hàng hiếm nha mấy chị. Nè con này eo nè, con chân váy này là eo 110 nè. Đó con chân váy quần này eo 110 nè mấy chế. Nhưng mà con này phải coi dễ tỉnh lắm. Cái hàng Việt Nam xuất khẩu này là khổ chê luôn. Bây giờ kiếm cái con quần quân xì đó 220 mà quân xì dưới chân á, quần chính tắc á, mà size 36 cho chị Ngọc Giang. 36 là phải mấy cái con đầm sọc không chị? Những cái con này á em sale cho mấy chị với giá là chị nào mà nè mấy cái con này để riêng để đem qua nè, em sale cho mấy chị với giá rẻ ồm luôn là 90 ngàn mấy chị. Rồi 90 ngàn. Nên anh chị nào chốt cái mã này thì chốt lên liền giúp em nha. Ở hôm qua em về quần yếm thì chị Giang có mua cho con gái ha. Hôm qua em về quần yếm 250 nè chị, nhưng mà quần này của hàng mà Việt Nam xuất khẩu nha. Cuối xíu. Dạ, đây là mấy anh trên live. Rồi, chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp giùm em ha. Chị nào chốt mã yếm này. Mã yếm này là một cái là eo khoảng cỡ 90. Một cái em 90, một cái là eo khoảng cỡ 98 là yếm này vừa nha mấy chị nha. 90 kg không vừa, uổng gái chị em 90 kg hả? Uổng gái chị Giang em thấy ngọn ngọn mà sao 90 kg ta? Ủa sao 90 kg ta? Em hiểu luôn á. Đó không chị? Cái này chân váy chiếc kia trong bao là trong bao này thôi. Xong rồi hàng này thi đưa xuống này dưới bóp mà chị quay ra sau chị lấy cầu mình lại. Có đây phải không? Alo. À giờ con chọn rồi, con live Việt Nam nè má. Trời chuẩn bị chửi là trời cái mỏ giật giật lắm. Bà sao anh đây bà lòng 72 kg hả? Nhưng mà con chân váy mấy kia đó 220 nha. Cái này của chị Ngọc Giang nè. Má ơi chị, ủa tối qua đi bill chị luôn rồi hả? Ôi chị Trang Nguyễn. Được hả?
Rồi Ngọc Giang nè, Ngọc Giang 220. Rồi để em sở này xuống em cắt cái bao riêng nam cho chị nha. Riêng nam này á, nếu mà mai mốt cái chị bắt tiền đi mua đồ cho chồng mấy chị không có cái lô này. Em nói thiệt tại mấy chị biết sao, anh An Phụ Tuy đưa bốn cái hàng để xuống nhanh đưa hàng lên riêng em. À, chân váy bao nhiêu? Dạ, cái con mà chân váy không á là 150 chị. Nhưng mấy con hồi nãy em 94 là 150. Còn cái con chân váy quần mixi này thì 220 nha mấy chị. Đưa hết xuống dưới đi để nó đưa cho riêng em lên. Hai bao riêng tối qua giờ là bao riêng nào chị? Một bao nãy khui ra không? À, lấy yếm eo 98 đó. Lấy yếm eo 98 đây chị. Yếm eo 98 nè. 98 là size M. Ở đây nè chị, 250 của bé Ngọc Giang. 250 của bé Ngọc Giang. Còn cái chị kia chốt chân váy quần em 92 có lấy không? Ui, chặt chứ dục quá. Lên đây. Lên mày béo. Ai lên đây. Dạ chân váy Mickey. À, chân váy Mickey hả chị Ngọc Hoàng? Chân váy Mickey lấy size lấy size 30 đưa lấy size cao đây với 34 chị coi. Chị Ngọc Hoàng cao nhiêu rồi chị Hoàng? 72 kg. Mới gọi điện xong rồi nè anh. Dạ lấy size 33. Con này bao nhiêu? 39. Con này size nó hơi bị lắc nha. Con này con này để coi rồi bắt đầu size từ bao nhiêu. Dạ 1m65 chế với em à. Ngang tường đấy đi cạch lọt được tới giá em đi chị luôn mua một bộ con để coi 38 37 lấy ra có 36 35 được có năm. Nếu mà nó bắt đầu thì bắt đầu từ 34 thì tương đương 32 à, chị 72 kg. Con đi ra ba đi. Rồi con này nè con, chị Ngọc à. Con này vải đẹp lắm nha chị Ngọc Hoàng. Con này 220 của chị Ngọc Hoàng nè. Cho trên tin nhắn đừng có cho trên like nha chị. Cho trên like là mấy quỷ kia nó ghê lắm. Em có một con chân váy không nè. Con này 150 nè chị Hoàng lấy không? Con này 150 nè chị Hoàng có lấy con này không? Chị lấy ha. Con này hàng Việt Nam xuất khẩu. Con này chị có 150. Con này là xanh bạc nha chị. Con này là xanh bạc. Chị có lấy thì lấy con này chỉ 150 ngàn thôi nha. Chỉ 150 ngàn hàng này thôi. Cho nên chế nào lấy thì tranh thủ nhanh nhanh nha. Rồi giờ em đẩy lên hàng nam. Tại vì á, mấy chị biết tại sao cái lô nam này hôm qua em lựa được mềm khoái không? Thường thường mà lô nam á, em đi lấy mà của hàng Mẫn Châu về có giá ít nhất cũng phải 280 ha. Dạ mua chị. Mà cái con sinh này chỉ có 200 mà nó là phơm quần địa luôn nha mấy chị. Cho nên mấy chị trúng một khúc. Em nói thật sự là mấy chị trúng một khúc luôn nha mấy chị nha. Mấy chị vô một khúc luôn á. Hàng nhà em dễ lắm chị Ngọc Hoàng. Xuống tới nơi nó mà đúng hàng của Yên mấy chị nhận giùm. Hoặc kiểm tra đúng hàng mấy chị nhận giùm. Trả tiền xíu đi. Vào thử ha. Vào thử bỏ cái cục đi luôn rồi đi. Vào thử ví dụ như trả tiền xíu vào thử. Ví dụ như cái đó nó bị kích hay là bị gì đó à, Yên ơi cái này là chị bị chọc quá. Yên đổi sai cho chị là. Mấy chị cứ yên tâm em gửi hàng xuống ship em chịu mà. Bây giờ chẳng lẽ giờ em nói đổi trả để ship mấy chị chịu. Trừ khi mà mấy chị khu mấy chị bị dịch hay là gì đó đi bưu điện thì mấy chị phải tự gửi hàng lên cho em ha. À, dạ lấy 150 đâu cái chân váy đưa chân váy 150 của chị Ngọc Hoàng nè. Rồi chân váy 150 con này cũng còn không con à. Chân váy 150 của chị Ngọc Hoàng nè. Con này đúng sai chị Ngọc Hoàng nè. Rồi 150 của chị Ngọc Hoàng. Em trước khi em lên đồ nam em khui bao áo thun nha mấy chị nha. Rồi em sẽ khui bao hàng này cho mấy chị nha. Cái bộ mà xếp dọc ly quần dài ống suông xẻ hoặc là quần có bo chân á. Hôm nay em về thêm một lố nữa và tối nay em sẽ sắp lên kệ. Mà cái bộ đó mấy chị mà thích những bộ dài đi tới đi lui mà không chốt bộ đó là tiếc lắm. Thật sự là rất là tiếc nha. Thật sự là tiếc nha mấy chị nha. Tiếc lắm. Mà thật sự nếu bộ đó mà tính ra giá áo với giá quần mà 140 cộng 140 280 ngàn bộ mà bán 250 mấy chị nguyên mua nguyên bộ mấy chị trúng khúc.
mà có size từ 60 đến 100 ký thì cho bà thời gian. Hôm nay em xả cho mấy chị một cái lô này nè. Lô này là lô xả nha. Lô này lô bộ xả, lô này em sale 240, em sale cho mấy chị 160.000 lô bộ xả vải đẹp nha. Dạ em thông báo vải đẹp. Cho nên chị nào chốt thì tranh thủ chốt giùm em nha. Nè có con bộ này là size 60 đến 75 ký nè. Bộ này size 60 đến 75 ký mấy chị ơi. Bộ này xả cho mấy chị 160. Xả bộ này mấy chị 160 bộ xám nha. 60 đến 75 ký bộ xám. À, áo in chữ xám với lại quần xám. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em. Bộ này nha mấy chị nha. Xám. Xám kèm số ký. Xám kèm số ký nha. Xám kèm số ký, chị nào chốt xám kèm số ký chốt giùm em xám kèm số ký. Xám kèm số ký nha mấy chị. Bộ này sale cho mấy chị 160, nó có size 2 là size từ 75 ký đến còn cỡ 88 ký nha. Size 2. Chị nào chốt size 2 chốt lên giúp giùm em size 2 nha. Rồi áo nè. Con này là con ghi là chị Đăng Nguyên nè bé. Dạ. Đăng Nguyên 102. Áo này nó có 4 màu, mỗi 4 màu nha đi chị. Mở túi chị. Dạ xám xám size hay của chị Lan. Xám này của chị Lan Lan Trần nè, Lan Trần trong 6 hàng này hàng sale cho nên tranh thủ mua đi mấy chị ơi. Mấy bộ đó đều 240 đó. Rồi áo này nè. Áo này của chị Đăng Nguyên. Áo này là 60 đến 90 kg có size nha mấy chị nha. 60 đến 85 kg đi cho nó đẹp áo này. Rồi áo này mặc với sọt với rim với chân váy đẹp lắm mấy chị. Áo này em có mã sọc cà phê nè, mã sọc trắng đen nè, mã nâu nè, và một con cuối cùng là mã đen mấy chị ha. 120.000 một con, riêng cái này cho chị Đăng Nguyên nè. Chị Dung gì đó, chị Dung á, chị Dung gì, Dung Nguyễn Thị Ngô hả, mà tụi nó đặt con này mà chưa lấy nè. Chị Dung có lấy thì báo em nha, xếp 80 kg. Dạ, ok. Dạ anh. Dung Nguyễn. Dạ, ok anh. Nguyễn Kiệm không có bán đắt không Nguyễn Kiệm ạ? Không bán đắt kìa. Rồi tiếp tục xám. 860 của Nguyễn Yến nè. 860 của Nguyễn Yến. Em nói với mấy chị là ở đây có bộ sale cho nên là phải tranh thủ chốt liền cái bộ này nha. Tại vì mỗi mẫu nó có 2-3 bộ à. Cái nó hết rồi ha. Đây nè mấy chế. Cũng 160 nè. Tranh thủ chốt đi nha. Tranh thủ chốt đi mấy chị nè. 60-80kg nè. À 60 bộ này họ để em coi cái quần. Chủ yếu cái quần 60-75kg nè. Bộ này em có một bộ. Bộ này có thử không Phi? Bộ chữ trắng. Dạ em có. Bộ này là 60-75kg thôi. Rồi đây là bộ đen nè. Xếp lại Ti ơi. Xếp bộ này nè. Bộ đây là bộ đen nè. Cho nó cái bì to. Nè bộ đen. Bộ đó là bộ trắng nha. Còn bộ này bộ đen. Bộ đen cũng size 60-75kg nè mấy chị. Trời ơi à, chị lấy hai cái áo ba lỗ. Chị lấy hai cái áo ba lỗ 70kg hả chị. Dạ áo ba lỗ trong hai nha. Em lấy cho chế một cái sọc nâu với lại một con mã đen nha chị Trịnh Ngọc Hoa. 120 cộng 120 là 240. 240 của chị Trịnh Ngọc Hoa. Bộ này là bộ đen nè. Cũng 60-75kg. Hàng này là hàng sale cho nên mấy chế tranh thủ chốt nha. Hàng này hàng sale 60-75kg. Mấy bộ này chị Trịnh Ngọc Hoa lấy đẹp nè. 60-75kg là em trừ hao ngược lại mấy chị. Thật sự là 80kg nó cũng vừa. Nhưng mà thôi 60-75kg vô đây con. Vô đây em ơi. Vô đây em, vô đây, ba đánh là đô la. Vô đây. Đi nó bắt bây giờ đủ máy nó bắt một cái cho cốc lớp cái quần luôn nha con. Bộ đen 62kg mà 100. Bộ đây hả chị Hồng Vân dạ. Bộ đây là 60-75kg vừa nha chị Vân. Tối qua chị Vân đi bill chị Vân rồi không. Mấy chị thông cảm Tết nha. Ví dụ bill nào mà em thấy ít quá em cho mấy chị dùng một ngày, hai ngày ha. Cho cho mấy chị đừng có buồn. Tại vì nhà em tính ship mấy chị có 20.000 à. Mà mấy chị giận hơn nữa tội nghiệp em nha mấy chị. À học văn tú quý sĩ. Rồi học văn tú quý sĩ. Dạ bộ này XL. Nè
chiếc bộ này nè. Trời ơi, bộ này sale 160 là hơi bị đẹp gì vậy? 160. Nè mấy chị em lên bộ gấu nè, bộ này sale cũng đẹp nè mấy chị ơi. Bộ dễ thương lắm mấy chị. Nè sale 160 nè. Trời ơi, sale giá này là giá hơi bị mát tay nha. Bộ này đẹp lắm, bộ này vải mê lắm mấy chị ha. Bộ này cũng là size này là size 60-75kg nè. Size 60-75kg nha mấy chị nha. 160.000. 160.000 hàng sale nha. 60-75kg bộ quần cam, bộ gấu, gấu cam. Đó, chốt nhanh nha, gấu cam mà được, gấu cam có size lớn không? Gấu cam mấy chị ơi. Gấu cam. Gấu cam. Gấu cam. Gấu cam biết tên L không mà mấy chị? Là mấy cái hàng này tên mình cho một cái bao riêng nha. Tôi đi hàng là hàng xưởng. Xưởng mới sale. Đi hàng xưởng mới sale đây. Mấy cái này nó may kho nó còn đó. Đó rồi, vô hết một bao nha. Đó, cái này vô hết một bao nè. Rồi áo áo thun. Chị nào chốt áo thun cho chị con đen. Cho chị bốn con thôi. Con đen con ấy. Con đen với lại con phòng cà phê. Em mê cái áo ba lỗ này lắm mấy chị. Thiệt. Mấy chị thấy không? Em mê mặc dây lắm, coi chủ shop mặc áo rách à. Em mê mặc đồ dây lắm mấy chá, thiệt, mê thiệt nha. Mê dữ dằn luôn á. Không phải mê thường đâu. Có bà mới dưới không? Rồi khui đồ nam, mấy chá ơi. Mấy chá có ở đây không? Chị Đăng Nguyên đặt hàng, Đăng Nguyên, anh sợ Đăng Nguyên hay mua hàng mình. Sợ Đăng Nguyên nha. Dạ chị lấy một bộ gấu. Dạ ok chị. Một bộ gấu nè con. 160 của chị Trinh Ngọc Hoa. Dạ cảm ơn chị. Rồi em khui nè, bao đồ nam nó ít lắm. Bao đồ nam ít lắm luôn nha. Bao đồ nam rất là ít. Này mấy chế ơi. Ủa Tây ơi, gì đây vậy Tây? Bao đồ nam hôm qua về nào mà đưa bao này lên vậy? Nó bị lắc não nữa rồi. Nó bị lắc não nữa rồi. Bán sale cho con áo riêng mua cho chồng nè. 220 sale cho mấy chị 150.000. Yên ơi có coi tin nhắn không? Chưa coi tin nhắn thì Tân Lệ Châu. Em coi giờ nha. Nhớ khi làm beauty Bảo Ngọc nhớ đặt xả cái gì hồi tối nha. Tăng Lệ Châu còn bộ ngủ, còn bộ ngủ quần lót à, với tầng quần lót sao không gửi chung là có không chị? Còn bộ để em coi thử, anh ơi coi thử có sót beauty chị Tăng Lệ Châu nhà mình không nha. Chị Tăng để kiểm tra cho, nếu mà lỗi từ em thì cái beauty này em không tính xếp nha chị Châu nha. Em có một con áo nam nè. Trời ơi con này mà em sale cho mấy chị. Con này để kiếm có thử có size anh Trung, em gửi cho anh Trung con. Con này mà em sale cho mấy chị 150 là mấy chị trúng một khúc. Đây nè. Mấy chị đi kiếm con rinh nè, mày đã bán giá này em làm con mấy chị. Sale 150.000 này đẹp không? Trời ơi con này hơi bị đẹp. Mấy chị coi cái quát với cái form của nó nè. Anh ơi mặc thử con này cho em coi anh. Con này chồng mấy chị phải dưới 75kg. Con này chồng mấy chị phải dưới 75kg. Dạ rinh nam cho chị Hà Cường, kiếm cái rinh nam cho chị Hà Cường tìm. Hiểu không? Ờ, sale 150. Nằm nhà dưới, coi từ sao gì nha. Rồi được rồi. Ngân hàng của ai vậy?
sau là cái phơm nó bị lửng. Là tại vì hồi bữa em thấy không có dạng á chị ơi. Xin lỗi chị Hà Cường nha, con này không phải. Con này không phải áo. Chị ơi, con này không phải áo nam chị. Con này, lùng ơi, đi khám bệnh kìa con. Thiệt đó, mới đi nội soi đây xong về thì chị học giờ đi tiếp bệnh viện tiếp chán. Con mẹ đã bệnh rồi thì con nó cũng bệnh nè. Trời ơi, coi áo vậy mà tôi đi cho ổng mặc nè. Dạ áo này là size của chị nào mà 80kg, 82kg bằng em nha. Chị nào 83, 84kg vậy sale 150. Dạ không lấy chị. Trời ơi, hên hồn á. Hên hồn nha mấy chị. Áo này áo nữ nha, sale mấy chị 150 ngàn nè. Áo này phơm bụi là phơm hơi lửng lửng. Mấy ổng mặc hơi lửng lửng cho mình mặc là bình thường vừa nghe mấy chị nha. Dạ con này chị nào 82, 83kg bằng em thì chốt con này nè. Nói bệnh đâu để tôi bệnh hết á, tôi nhìn tôi nói bệnh là tôi rầu rồi trời. Rồi lên đi nè, cắt cái áo này xuống nè. Dạ không lấy cho chị. Lên đi nè nha. Mấy chị vô cho chụp cái bụng mấy cho mấy ổng mấy chị đo liền đi. Xế đi ơi. Đúng rồi. Nhưng mà giờ anh gửi xe vô đi, thẳng vô đi là bắt khuê ngồi trong bàn trực luôn á. Có đi nam. Sao cách đây 4-5 năm ấy thì đo mình 3 năm gì đó. Đau cứ đau bụng ngay chỗ đường ruột mà nó uống ít nước lắm, chỉ ngày cứ khi nó uống có 1 ly chút xíu có ngày nó không uống nữa. Nó bị đau mà đi khám thì không có gì mà giờ cứ đau râm ran đau hoài. Đau cái xin đi về cái bác sĩ cái lên á. Nói chung là lên gặp bác sĩ quen ở bệnh viện 175 á, cho nên mình không có vô khám thì mình vô thẳng phòng cấp cứu có bác cho mình đi khám mất 15-20 phút à. Đó. Cho mà rồi nhà tối nó cho về xong sáng mai cho nội soi. Nội soi hai thứ thì bao bị bao tử, bị đường ruột, xong rồi bị vi khuẩn HP. Rồi giờ tự nhiên cái sao mình đúng mình không để ý con mình lo cắm đầu làm cái bữa nay ngồi. Nhưng mà bữa nay mọi mấy chị là phải đi siêu âm cái này nha. Tại bác sĩ nói là gần như 90% là mọi người đều bị cái này hết nha. Cho nên mấy chị đi siêu âm đi. Bữa em tới bệnh viện em đâu có siêu âm cổ gì mà bác cho em siêu âm. Cuối cùng mấy chị thấy em cổ em đâu có cái u gì đâu. Vậy mà 10 cái u mà hồi bữa sinh thiết. Đồ má thì cái canh nó đâm một cái ót vô một cái sinh thiết à. Uống chết luôn. Có Rin Nam là tóc tiên giờ lên Rin Nam nè. Mấy chị coi cái lô Rin Nam em hốt được nè, mấy chị coi giùm em cái phân quần nè. Rin Nam nè đẹp không, mấy chị coi chỉ nè. Rồi mà có 200 à. Trời ơi nè, mấy chị coi quần nè. Chết người chưa mấy chị. Mà có 200 ngàn một quần thôi, trời ơi. Nó chạy chỉ như quần ống địa luôn. Mấy chị coi phân nè. Mà quần này có 200 à. Mà bú của bé lùng tự nhiên cái bác Tư nói mới giật mình nhìn lại bú nhô ra bự quá trời luôn. Cái cổ nó bự á. Rồi đo quần này nha. Cái quần này là buộc lòng mấy chị phải biết eo của chồng mấy chị mới mua được ha nha. Và quần này chỉ có 200 thôi. Quần này chỉ có 200. Con này là eo 100 nè. Con quần này là eo 100 nè. Quần xuống hơi bên đây đi con. Eo 100 quần này nè mấy chị. Ghi mã nam vô eo 100. Em đo nha. Em đo từng chút nha mấy chị. À, con này là size 34, Q33L34 là không biết size gì. Q33L34 ống xuông đúng rồi. Những cái quần này không phải may cho tuổi teen đâu mà ống nhỏ bó như bd. Ha, quần này nó là ghi là Q33L34 là không biết size gì đó. Quần 200 nó ghi của chị Mai Khe nè. Ôi tao tán trong mặt mày nhăn tay. Mày trao những cái trò thú tính không à. Q33L34 là hình như size 33 á mấy chị. Để em nghiên cứu cái quần thử nha. Nghiên cứu cái quần nữa. Q30L34 là size 30. Này size 30. Này size 30 là Q33L34 size 30. Con này là size eo nhỏ hơn nè. Được mấy cái con lại lạ nữa mấy chị. Nhưng mà không có nhiều. Đa số là mẫu này. Dạ con này eo 86, V86 là chị. Eo 86 size 30 nha. Eo 86 size 30. Vì eo 85 thôi. Eo 85 size 30. Eo 85 size 30. Rồi lên con này. Con này
size 34 nè. Con này size 34 hết chứ. Con này size 34. Dạ con này cũng vậy nha. Con này cũng con này eo 98 nè. Kéo cái đít thôi, nữ thì mình thì kéo căng nha nam, kéo đít thôi. Con này eo 98 nè. Eo 98 size 34. Size 34 eo 98. Nó có zin. Mấy chị thấy vậy chứ ở ngoài nó có hai màu zin nha mấy chị. Ở ngoài nó có hai màu luôn ha. Trời ơi, quần đẹp lắm nha chị. Quần đẹp lắm nha chị. Chị Hồng Ngọc mua cho ông Trung một cái nè. Quần đẹp lắm. Mà vải co giãn như quần nữ luôn. Mà vải co giãn như quần nữ và size bé hơn nha. Đó, mấy chị muốn lấy size bao nhiêu hay là kiếm size gì thì báo em nha mấy chị nha. Con này size 31 nè. Con này size 31 nè mấy chị. Size 31, khỏi gây tiền. Con này xanh đậm hơn nè mấy chị. Con này xanh đậm hơn. Eo 92 size 32. Nãy giờ coi thì có con nào size 32 chưa có size 32. Dạ rồi em chút nha. Ê, con này quy 38 nè. Quần sọt 34 không có. Có size 29. Nãy giờ coi thì có size 29 không. Lấy 30 đi chứ. Con này eo 92 hả chị Thuy Mi? Có size 30 chị. Con này eo, con này size, con này eo 104 nè. Con này size 38. Con này eo 104 size 38. Có size 30 được không chị? Là Liki Mi Ngố ơi. Còn không đợi em ấy. Đợi em nha, em đang sọn luôn. Đợi em. Con này size 40 nè. Ê, đã ha. Trời ơi, con này size 40 nè, nguyên lô quần. Size 40 nè, mấy chế. Size 40, eo này 116. 116, 120, con này hàng hiếm nha mấy chị. Bà nội cha size 40 mà vải cực kỳ đẹp, mà vải co giãn nữa. Đợi, đợi em kiếm nha. Quần sọt size 31, không biết còn không dưới không. Nhưng có eo 118. Con này size 33 nè. Để tay xuống dưới kiếm bao dưới, bây giờ có một sọt 31 không, để nó cho mình ghi. Để em kiếm size 31 cho chế nha. Kiếm size 31 cho chế. Trời ơi, ngày hôm nay về lô thần tài chị chú nè mấy chị ấy. Ngày hôm nay về lô thần tài chị chú nè. Em có đặt tiếp 10 mẫu thần tài. Hai bên, một bên vàng, một bên bạc. 10 mẫu thần tài. Nói chung là đưa trì chú hết cho mấy chị luôn á, để tặng cho mấy chị á. Xong rồi mở ra đi. Xong rồi em chở chị đi mua đồ á. Con này size 32 nè. Trời ơi, quần này em bán không biết mắc cỡ luôn á mấy chị. Quần này bán sướng, con này size 38 nè. Quần này bán sướng dữ dằn lắm. Hôm qua có hai cái 29 em để bên kia kìa. Size 30 của... này size 32. Rồi size 30 của chị nữ Nhơn. Dạ ok, để em lấy chị nữ Nhơn. Size 30. Hồi nãy giờ chưa lấy cái eo 92 cho chị. Chưa lấy cái eo 92 cho chị Thuy Mi Vũ Phong. Size 30. Size 30 nha, vậy thôi. Rồi size 30 cho chị nữ Nhơn là 200. Eo 92 size 32. Mới quăng cái đùng size 32 mà không nhớ chị nữ Nhơn. Chốt luôn. Size 32. Này size 36 nè. Đợi em nha mấy chị nào còn riêng nam thì đợi em ha. Chứ cái này là không có nôn được mấy chị ơi. Cái này 31 nè. Này size 40 này. Có một cái gì nữa. Này 38 này. Mới cầm con 32 rồi, biết cái chuyện gì size 32. Rồi 32 này. Của chị Thuy Mi Vũ Thị 200. Thuy Mi Vũ Thị. Rồi chưa có. Chưa Nguyễn Hạnh trên Nam không vừa được chị Hạnh bình thường mà eo 101 của chị Lan. Eo 101 của chị Lan, nãy giờ con là lên eo 101 để em đo lại nha. Eo 101 để em kiếm một con size 38 thử. Size 38 thử chị Lan.
thấy chị Lan ơi. Và rồi em được nghe chị Hạnh nè, eo 101 của chị Lan này, Lan Trần. Trời ơi, con quần này mấy chị mua cho ổng 200 nha. Mấy ổng sẽ nói là ừ em ơi em muốn quần cao đẹp, tại vì mấy chị biết sao, cái độ vải co giãn của con quần này nó đã, nó co giãn 100% luôn, nó co giãn còn ngon hơn con quần Quảng Châu em bán 280 nữa mấy chị, nó thật lòng luôn. Cho nên mấy chị mua con quần này về là mấy ổng sẽ khoái khoái chị thích miếng, chị thích miếng. Lan Trần 200 nè. Rồi để chị rồi. Size 29 xem hả? Gì đây? Quần sọt 32 được không chị? Có size 31 quần dài không? Có chị Kha. Quần size 31 em có nhiều, có mấy loại quần Quảng Châu dưới kia nữa. Để em tin nó qua, tại vì hôm qua có để cô Nhận Huyền á, để em gửi về cho chùa, cho thằng Cang á, cái thằng nó hay làm từ thiện á, nó đi cho em á. Là em có để nó, để dành nó 3 cái 29 để em lấy qua cho mấy chị chọn cái nào thì em gửi hàng Quảng Châu cho nó cũng được nha. Nhưng mà đợi em coi lô thì thử có còn không ạ? Lô này lên, đang lên mà. Lô này đang lên nha. Trời ơi má ơi, quần nữ mà để chung nè mấy má. Quần nữ nè, đẹp không? Quần nữ này nè, quần nữ này 200 mấy chị coi. Quần nữ túi xéo, quần nữ túi xéo em được cái 2-3 con rồi nha. Quần nữ túi xéo, quần này eo 88 nè. Quần nữ túi xéo eo 88. Chị nào chốt quần nữ túi xéo eo 88 chốt giùm em. Để dặn để riêng rồi để vô đây, đây, size này đây. Cái này bé size 29 nè chế ơi. Ai chúng ta 29 ly chi bô. Ly chi bô nè con. Tí ơi, ở dưới đó còn bao nhiêu con sọc nam, tí để riêng cho chị đem lên nè. Ly chi bô 200, kéo lên. Size 29. Quần này quần túi xéo. Rồi em đó quần túi xéo, có thử có cái này mấy chị vừa thì mấy chị cứ chốt nha. Quần này quần túi xéo. Trời ơi, quần sọt này mấy chị về một phát là mấy chị chết ngắt, chết ngư liền. Con này eo 96 nè, tương đương 76kg quần túi xéo nè. Tương đương 76kg nè. Giờ còn có ai nữa? Size của chị Timmy có rồi, giờ còn một mình một tí. Dưới lấy hết quần lửng lên, chứ là coi thử có cái quần riêng dài nè, size 31 rồi để chị Mai Khen nha. Nè, size 36 nè. Size 36 này, size kiếm size 29 nha. Size 34 nè. Dạ, quần túi xéo này là quần nữ nha chị Thuy My. Chị Thuy My nhiêu ký dạ? Chị Thuy My nhiêu ký nè, quần này túi xéo eo 96 nè. Vải co giãn là quần nữ nha chị nha. Quần này quần nữ, chứ không phải quần nam nha chứ nha. Chốt quần này cho chị Thuy My không? 200. Quần đó quần nữ nha chứ Thuy My. Eo 96 em chốt cho chị đó. Tay 29 này. Tay 29 này. Rồi 29 nè bé ơi, bé Trang ơi. Chốt cho bé Trang quần này ha. Tay 29 nè. Tin không? Quần này hơi bị đẹp nha mấy chị. 200 ngàn của bé ha. Của bé gì quên rồi. Của bé gì lầy lầy á. Của bé Trang á. Trời ơi, quần rinh này mà có size tới có eo tới có size tới 40 là mấy chị trúng một khúc nha. Để em kiếm cái gì lạ lạ không? Hồi hôm qua cái lô này có nhiêu em hốt mất mẹ rồi. Nè em có một con xanh bạc nè, quần nam xanh bạc. Em có một con quần nam xanh bạc, hai cái từ từ. Để qua kia lấy cái mã kia cho. Size 29 coi eo nhiêu hả? Size 29 dạ đúng rồi chị Huyền. Size 29 tới size 40 luôn. Đợi chút tí nó qua kia nó lấy mấy cái 29 nó qua đeo đo cho. Của cô Nhận Huyền cái này size 34. Em có một con quần xanh lạ size 34. Size 34 xanh lạ là một con thôi nha mấy chị. Một con size 34 xanh lạ thôi nha. Đó. Một con đúng rồi chị. Hai con đã từ từ em qua đem lấy cho. Cô nói một gì ạ? Lửng này bỏ trong chút này. Lửng rồi. 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 Hồi tối qua có để cô Nhượng Huyền 2-3 cái quần á. 3 cái đó. Đi qua đi lấy giùm chị. Bỏ cho, bỏ chỗ nào? Bỏ chỗ nào nhớ. Bỏ trong cái bọc của cô Nhượng Huyền. Mà em cũng biết được cái mặt. Cho cho mượn chị Trang Nguyễn này. Có gì? Có gì hết hả? À cái bill giống như bill để cô Nhận Huyền nghĩa đi à, hiểu không? Có gì đó nè. Sao chị Trang học vô coi thử một con chị Trang mặc size nhiêu đi.
nó, chị eo của nó khoảng cỡ 80, 81, 82. Eo khoảng cỡ đó nha. Ờ, à, eo khoảng cỡ đó. Tay 29 đó, eo nó khoảng cỡ nhiêu đó chị. Mấy chị trên này nè, họ ví dụ như chồng em thì mặc khoảng cỡ 30 á, là khoảng cỡ 62, 63 kg á mấy chị. Đó, con này đi 36 nè. Nè chị vừa quên này. Nó giống vậy á nha mấy chị. Đa số là nó quần vậy á. Hôm qua em lượm được cái lô quần đen mừng quá trời nè, có con quần đen nè. Quần đen nữ nha mấy chị. Con này quần đen nữ chứ không phải quần nam. Mấy chị thấy ống không? Ống tuôn á. À, lấy hai trái hai màu. Đợi chút để tôi biết chuyên qua nữa chị chọn. Rồi đây nè mấy chị. À, đây, quần 31 nè chị Mai Khen ơi. À, quần nam eo 105 có nha, chị Trần Thị Tuấn Đạt có. Chị đừng Trần Thị Tuấn Đạt, đợi em 5 phút nha. Đợi em 5 phút đi. Em lên cái quần size 31 này cho chị Mai Khen, chị lựa quần size 31 nè chị. Quần size 31 nè chị Mai Khen. Quần này hàng Quảng Châu nha. Quần này là hàng xưởng Việt Nam hay Quảng Châu gì. Quần này là, để em coi thử. Dạ quần này là hàng Việt Nam nha mấy chị, hàng xưởng Việt Nam. Quần này là chốt giùm em là quần ó. Quần con ó nha mấy chị nha, quần con ó. Chị nào chốt quần con ó size 34 thì chốt giùm em 280 quần ó. 280. Dạ mã này là mã Lacoste nam nè. Rồi lấy mấy cái 39 này. Mã này là mã Lacoste nam nè. Lacoste nam. Đó em có hai mẫu. À, chị lấy mẫu nào thì chị lấy, chỉ có đúng một hai con Lacoste nam và hai con ó đen size 34 thôi. Chị muốn lấy cái gì thì chị lấy nha. Em 105 là khoảng khoảng size 36 chứ. Em kiếm từ bỏ vào đâu. Để em kiếm size 36 thì chị. Bây giờ là đây kiếm size 36 thì chị đưa quần đó. Kiếm size 36 thôi chị. Đây quần size 29 nè. Quần này mấy chị chốt là chốt cho nhanh nha. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói thật vải đẹp là nói thật nghe anh chị. Vải đẹp cực kỳ. Mã 511 size 31. Chị Mai Khang có lấy mã 511 size 31 không?
Dạ mã này là mã, mã này là mã skinny. Mã skinny. Mã skinny size 34. Skinny size 34 mấy chị. Skinny size 34. Mã này size 32 nè. Chị Mai Thang lấy con này 32 cũng được mà 31 cũng được. Mã này mã 32 nè. Chứ giùm em mã 32 đi cho nó dễ đi ha. Mã 32. 36 nè. 36 rồi đo eo của chị. Trời, con quần này mấy chồng về ghiền lắm nha. Chị mà ok là chị khen ok là lấy quần hồi nãy 280 đưa ra chưa? 280 đưa rồi. Dạ, mà con hả? Nhưng mà nãy cũng có quăng ra một con quần riêng Quảng Châu ở bên này nè. Con mở con nói đây là con đó đó, 280 đó. Hai cái size 32 là con lửng hả gái? Rồi con này em 105 của chị vậy nè. Chị vừa 4 chữ đúng rồi, 280. Chút chút đi, mới có một con quần của chị Trang này. Trang có thể lấy quần 31 này được không? Chưa có đường đâu, đừng có liền. Lấy em cái mã 32, ok nha. Mã 32 là size 32 phải không? Phải không? Mã 32 phải size 32 không? Mã 32 là quần này hả chứ ha, size 32 luôn đúng không? À da Linh Ngon 250. Chị Mai Khang chưa có lấy cái quần nào không? Không, em lấy 31. À lấy 31 quần lửng hả chị Mai Linh? Ở lộn, lấy 31 quần lửng hả chị Mai Khang? Rồi con này của Gia Linh Ngô nè. Con này Gia Linh Ngô. Chị mặc ở trong, chị mặc không cỡ 34 á. Chị Anh Nguyễn Bằng em, trai em á. 34 để 2 quần. 31 hả chị Thanh? 31 này 29 nè. Này 31 nè. 31 1 quần. Chị giờ còn có con nữa size 30 rồi. Còn con nữa size 30 nè. 31 có 1 quần à. Chị Giang Ngô rồi. 250 giờ rồi. Con này 31 của chị Thanh Trần nè. 31 của chị Thanh Trần. Này 30 nè. Này 28 nè. Rồi 31 được 2 con nè chị Thanh. 31 được 2 con lửng nè. Đó, 31 được 2 con của chị Thanh. Nó 250 cộng 250. Dạ. Dạ ok, 31 để em kiếm nha chị. Có size 38-40 mà quần dài. Trời ơi, hôm nay quần dài hơi bị đỉnh nha. Có 200 ngàn mà đỉnh hơi là đỉnh luôn. Cái này size 34 mà. Rồi. Chị Mai Khang ơi, giờ còn 30 hoặc là 32 chị Mai Khang ơi. 31 hết rồi. Còn 29-30. Còn 29-30. 29-30 mấy chị ơi. 28-29-30. Đừng lấy rắc hả? Vậy là một con. Đưa đưa chị Thanh. Vậy là còn một con này chị để qua cho chị để cho chị Mai Khang với một quần. Con này của chị Mai Khang 200 nè. Coi lộn nha con. 250. Con quần kia con chưa bỏ cho chị chồng thì chúng đẹp nha. Chị Mai Khang có một con à. Em có 28 nè. Có 29 nè. Có 30 nè. Vì của cô Nhận Hiền đâu à. Còn cái này là của chị Mai Khang. Anh Khang 250. Lấy em thêm cái 32 không chứ. Ok em đợi chị kiếm nha. 30 nè. Lấy em cái 32 để chị kiếm một phần tròn. Con này 33 nè. Rồi 33 đẹp ghê không mấy chị. 33 đẹp ghê ha. 33 quần lửng. 33 quần lửng. Này 34 nè. Chị Anh Nguyễn lấy 34 với chị Anh Nguyễn ơi. 34 là bằng em trai em. Này 34 nè. Này 30 nè. Này 29 nè. Để chị coi thử con này 29 nè. Chết mẹ hết rồi. Nó sạch rồi giao lên ơi. Để giao lên với quần dài chị 28 nè. 30 hết luôn 32 lên ơi. Đó còn cái 28, 29, 30, 34 hết rồi lên ơi. Hết rồi nha Linh. À giờ nãy giờ luôn Linh lấy quần dài chứ chưa lấy quần dài. Quần này 200. Tại vì quần này là hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị. Quần này em có size từ 29 tới 40 luôn. À vì à dạ ok chị Anh Nguyễn size 34. Quần này hết luôn rồi. Size 34 được 29.
như con rồi 34 là con của chị Anh Nguyễn, 250 của chị Anh Nguyễn Hà Nội. Lấy 33 hả em? Rồi đợi chị kiểm tra thử còn 33 không nha. Chứ quần này nó về được một lô rồi, 33 còn con không đó. 33 của chị Gia Linh Ngô. Nhà Gia Linh Ngô là con 250. Quần của chị Anh cũng 250 nha. Nói thật sự là chị nào chưa chốt quần dài thì tranh thủ chốt ha. Ha. Chị nào chưa chốt, đúng rồi. Chị nào chưa chốt quần dài thì tranh thủ chốt nha. Tuy có cái bao áo thun đó Tuy. Ráng lên chút nữa rồi đi mua đồ về làm chân gà xả tắc cho hết. Một con rồi 292 con cho mình. Bỏ vô cho mình mua được thêm. Thôi lấy đi ba cái con khỉ ở trong cái bàn á con ạ. Ba con khỉ trên cái bàn máy tính á. Bàn khỉ gỗ vừa bằng dừa á. Bỏ vô cái bì của cô Nhận Hiền luôn. Quần dài size 32 à, chế cho em con quần dài size 31 dạ. Chị Hạnh cứ mua đi nha, chặt rồng thì cứ báo em nha. Dạ rồi chị Trần Tuấn Đạt thêm một con quần dài. Trời ơi con quần dài này cái bãi co giãn kinh lắm mấy chị. Quần này quần túi xéo của nữ nha. Quần này của nữ. Nè mấy chị thấy đẹp không? Quần túi xéo của nữ nha. Quần này cho mày nè. Rồi cho một con quần dài 31, một con quần dài 32 kia. Một quần dài 31, một quần dài 32. Trời ơi quần này về mấy ổng mê đó mấy chị. Con này quần dài 38. Mắt em giờ chỉ còn nửa biểu nó cũng buồn luôn. Nãy giờ còn con 29 là bóc ra con nha. 29, 31 với 32 ba con. 29 với 31 với 32. Rồi 32 của con đây đây. 32 của chị 32 của chị Trần Thị Tuấn Đạt 200 thằng con. Trần Thị Tuấn Đạt 200. Đúng rồi chị. Rồi còn con 31 với con 29 thôi chị. Chị này lại nha.
Rồi làm 70 nè. Hồi nãy chị nào chưa chốt chấm bi đỏ thì chốt giùm em nha. Chị nào chưa chốt chấm bi đỏ chốt giùm em cái này chấm bi tím nè. Mấy cái màu này dễ mặc lắm nha, 60 đến 100 ký một tầm. Mà chỉ có 70 ngàn sale thôi. Cho nên mấy chế chốt nhanh giúp giùm em ha. Mấy chế chốt nhanh thì chốt giùm em bi tím và bi đỏ luôn. Rồi xong. Cái này đồ nữ nè nha mấy. Rồi áo nha mấy chị, áo thì 200 mấy chị ơi. Áo phải đẹp lắm. Áo thì 200. Nó nghe em có size L, XL và size này, kiếm con nào size này, size M ấy đi. Chưa kiếm có quần luôn nha. Kiếm có quần 29 thôi, bây giờ đi còn từ 32 trở lên. Đấy. Con còn mà lần. Nào quần, áo này nha mấy chị, chốt giùm em áo toàn hát nè. Áo này size XL. Áo này mà chồng chị nào quá mà khoảng cỡ 70 kg là mặc con này là bao đỉnh luôn nè, 60 đến 70 kg nè. Size L, tay này size XL mấy chị, coi form áo đi, yên lượng form áo đẹp không ạ? Yên lượng form áo rất là đẹp nha mấy chị nha. Con này là mã trắng phối với lại xám, trắng phối với xám. Có con là size L, con này L nè, con này 200, con này mà anh chị nào mà chồng cũng còn trẻ hay là bé nào mà chồng trẻ thì hốt con này nha. Con này xếp bảo bình, nó bảo bình quăng lên cho con nhìn nè. Được hai con nè, được hai con. Cái này tim mặt chặt quá trẻ cháu rồi. Xếp hai con này bảo cho cô nhìn đi. Dạ con này cũng size L nè mấy chế. Con này cũng size L, nó có một cái form thể thao để mặc được. Đây đây đây, form thể thao này. Mấy chị ơi mua cái form thể thao này nè mấy chị. Mua form thể thao này nè. Trời ơi em nói với mấy chị là xuất sắc lắm nha. Ông Phước là ông lĩnh một con này, ông để ông mặc á. Ông Phước là ông lĩnh cái con thể thao này, ông để ông mặc nè mấy chế. Cái con thể thao này đẹp lắm nè. Đó chế là chốt cái con thể thao, chốt lên giúp giùm em thể thao nha. Nha, đây. Nha. Nha. Rồi ba con. Rồi của cô Huyền ba con. Thầy do. Ở có quần legging lẻ không yêu. Trời ơi qua em về cái quần legging đẹp thấy mẹ luôn. Qua em về cái quần legging tối 8:30 vô live giùm em đi. Qua em về cái quần legging đẹp thấy mẹ tên là con đó không? Còn con ơi. Rồi mày xong còn đồ tốt chứ không đủ tốt nữa nha. Thấy em dễ chịu không? Cho cái áo xong còn thưởng tóc, đồ tóc rồi đó. Má áo thể thao 67 kg nam của chị Hà Cường. Chị Hà Cường lấy con này đi. Chồng em mặc size này 200 của chị Hà Cường lấy bình đi nè con ơi. Hà Cường, cái bình điện. Trời con này là ông chồng em ổn định. Con ông mặc liền đó chị. Ờ khi chị mặc lên á, khi chị mặc lên á, cái áo nó làm ra form đẹp lắm chị. Con này nè. Ờ thử con form thể thao nữa. Nè con thể thao nữa nè chị Hà Cường. Con này nữa này chị Hà Cường. Để ba, con này sang tới rồi. Em trong gian bóng cho cô nhà em. Em dặn con bóng cho cô giáo. Gian bóng ấy mình theo theo. Đây chị còn mã thể thao nữa chị Hà Cường. Mã đây là hai chị Hà Cường coi màu nè. Chị Hà Cường coi màu nè. Nó là màu gì ta? Nó màu lông chuột quá chị nè. Chị Hà Cường hốt tim con đi chứ. Hốt tim con cho em. Dơ lại hai cái áo vừa rồi em xem lại để em dơ. Con này thể thao là chị Hà Cường. Size gì? Size gì? Size L. Size L là chị Hà Cường. Size chồng chị với chồng em luôn á. Size chồng em với chồng chị. Dơ hai con áo nảy lên ở đây chị. Con này là con mã phối trắng, trắng phối sáng. Con này mã trắng phối sáng 200. Con này là trắng phối xanh đen 200. Nhìn thêm cái trắng là con này là đen. Đen có hình kim tự tháp nè. Con này sang lắm nha. Con này cực kỳ sang, con này có size L. Con này có size nè, size L nè. Chốt con này cho cô Nhận Hiền luôn á. Ờ, thể thao viền vàng với lông chuột. Thể thao viền vàng. Ông lấy màu tối. Thể thao viền vàng với lông chuột 65 kg. Lông chuột này không chị Thanh? Rồi lông chuột của chị Thanh nè, 200 của chị Thanh Trần nè. Rồi thể thao viền vàng. Thể thao viền vàng là con nào? À, thể thao viền vàng là con của ông Ti đang mặc đó hả chị?
con này phải không cha? Mày mở cái nút áo ra gì đi. Thế ra viền vàng là con này phải không cha? Này, con kiếm con đó size bé đi. Kiếm con thể thao viền vàng size bé chị ơi, con màu rêu phối tay nè, đẹp không chị? Con màu rêu phối tay dáng thể thao nè, đẹp ha. Con này đẹp ghê luôn, trời ơi, đi lựa đồ thôi thì đẹp. Có ít L nè chị hả? Có L, ít L và hay. Rồi viền vàng nè, viền vàng của chị Thanh luôn nè, 200 của chị Thanh Trần nè, 200 của chị Thanh Trần. Có ít L chị. Ở đây là chốt giùm em áo rêu viền trắng. Kiếm thêm con trắng không chị? Đây chị ơi. À nhưng mà đây trắng phối rồi, phối sáng rồi. Trắng phối sáng, coi là con nào trắng trơn không? Là trắng phối đen. Trắng trơn này lấy rồi. Thất bỏ lắm, em lấy ít lắm chị. Bà nội cha lấy mà cái mặt nó như con chặt chị đó. Lấy là kiểu giống như mình lấy ít đó chị ạ. À, sao không vui. Trắng xám size 60kg. Trắng xám. Chị ơi, cái trắng xám này á, cái size bé nhất của nó là để em coi size gì nha. Là size L chị, cái con trắng xám này nè. 62kg là bằng ông Phước rồi. Rồi 200 nè. 200. Thể thao quá size của ai qua nè. Yên Nguyên, Yên Nguyên. Cho một con trắng XL. Cái mày chưa trưởng thành hả? Đụng mẹ gần 30 tuổi rồi giờ còn nó chưa trưởng thành hả? Cho một con trắng sọc thể thao hả chị? Rêu thể thao cho chị 80kg. Rêu thể thao. À rêu thể thao mà rêu có cái sọc hồi nãy hả chị? Kiếm con rêu sọc hồi nãy có thử có size không? Có không chị? Rêu sọc hồi nãy đúng không? Cái này là rêu viền trắng nè. Cho chị một con trắng XL. Nè, rêu sọc. Trắng L không phải. Cái rêu sọc là cái rêu cắt lấy hả? Cái rêu sọc là cái rêu cắt hai bạch hai bên á. Cái XL màu trắng thể thao XL của chị Nguyễn Hạnh nè. Nguyễn Hạnh nè con. Mẫu này thì mấy chị thường thấy đúng không? Nhưng mà mẫu này phải đẹp lắm. Dạ rồi. Trắng thể thao lấy size L nè. Nè em cho chị Yên Nguyên coi con trắng thể thao nè. Trắng thể thao này đẹp lắm chị Yên Nguyên à. Đẹp lắm, ông chồng em không mê mấy cái mẫu áo trắng lắm mà đợt đó bà vú vào ở nhà em, bà giặt. Bà giặt sao mà một lọt áo trắng hàng cấp 3 của ổng hư luôn. Sau này em cho mặt hàng này luôn. Hồi em hay mua hàng cấp 3 á. À trắng thiền viền bên vai có chị. Rồi con này là của chị. Không, chồng chị số ký đó là mặt L, ít L. Chị cứ về chị thử đi chị Thanh, có chị báo em cái phẩm gì phải lo chị nha, đừng lo nha. À, 200 con của chị Yên Nguyễn. Con từ từ nha. Đúng rồi, của chị Yên Nguyễn nha. Đúng rồi, rêu có viền trên vai là rêu này đúng không chị? Con này màu đẹp ha. Con này màu đẹp quá trời luôn. Coi mắt chị sai à. Quỷ bảy đem bên đây áo trắng không luôn. Mở cái con áo đen viền ở đây. Áo của bao nhiêu ta? Sai mờ. Sai mờ hả? Nó này mặc vui vậy? Con nó đẹp vậy? Chết cha chị Hà Cường ơi, chị Hà Cường lấy cái con đen này nè cho chồng chị nè. Đưa qua bên hông rồi tí. Hỏi ở đâu nó có con đen viền nè chị. Chị Hà Cường lấy con này đi. Chị Hà Cường ơi lấy con này đi chị Hà Cường. Nè, con rêu này của chị, con rêu này của chị Yên Nguyễn nè. Con rêu này của chị Yên Nguyễn 200 nè con. Rồi em kiếm size chị Hà Cường nha. Bán 2kg nè. Chị ơi, mẫu quần thể thao vậy. Giống dù mà coi dạng nhé. Có dây kéo dưới ống nào có lựa em vài coi. Đen, đen luôn chị. Đen cũng ti luôn. Đen cũng ti luôn hả chị? Đẹp á, tự nhiên đâu đen cái đen nó lòi vậy vậy. 200 của Yên Nguyên nó nói nó biết nó giống. Thì trời đất ơi. Nó biết mà nó giống thì chị thấy không? Ê, em còn con lông chuột nè. Em chưa kiếm cái áo của chị Hà Cường ti. Kiếm con áo này cho chị Hà Cường đi ti. Ở này nè, kiếm size lớn cho chị Hà Cường. Nó không có size. Nó không có size. Em mặc cái em sợ vô nữa nó vô mày biết à. Mày xỏ cái áo theo đó cho chị Hà Cường đi.
Nè em còn con nữa nè chị Y Nguyên. Nè em còn con lông chuột nè Y Nguyên ơi. Y Nguyên ơi em còn con lông chuột nè, có vạch bên nè, chị có lấy luôn không? À. Đây nè, tùy bị mấy ký? 77, 78 ký nè chị Hà Cường. 77, 78 ký nè chị. Má nó mặc cái quần giống ông già ghê. 77, 78 ký đó chị ơi. Đó, 77, 78 ký bản này. Dưới 77, 78 ký nha. Cái mã đen, mã trắng viền cổ vàng cũng đẹp nè, nãy giờ mới giá không chốt mã này nè. Cái mã này đẹp quá trời. Con này đẹp lắm nha mấy chị. Cái con này nãy, mày giấu con này kia vậy? Mày lấy con này làm kia vậy? Chưa mấy. Cái mã nó đẹp lắm nha mấy chị nha, rất là đẹp ha. Đẹp lắm. Dạ không vừa đâu, em 52 kg lận. Rồi con này là con mã trắng tháp nè. Con mã trắng tháp nè. Mã trắng tháp nè, đẹp ha. Con này 2X nè mấy chị. Con này sang ghê. Con này chồng chị nào mà còn có 80 kg quýt con này nè. Sang quá trời. Rồi con rêu không chưa. Mấy con này xếp lại cho con mấy con quỳ nhân tí. Xếp góc đôi, góc đôi lại. Xếp góc đôi lại. Ê, con này con gì đây? Có viền vàng cho cái 67 kg. Mũ viền vàng trắng 67 kg là cho chồng chị không, chị lấy màu trắng. Trắng, chị lấy màu trắng. Đây chị đây, chị đây, khỏi gọi. Mở cửa đi Quỳnh ơi. À, chị Yên Nguyên lấy cái lông chuột sau cùng này luôn phải không? Chị Yên Nguyên lấy cái lông chuột này đúng không? Dạ ok chị Yên Nguyên nè. Giao ai? Nhiêu tiền? 276 là 208, 294 đưa 290 anh phối là 201. Em nói là chị 201 thôi. Vui luôn ơi con, cái hàng đó hàng gì vậy? Chị Yên Nguyên. Dạ con này mà nó có màu trắng với màu đen chị. Còn có mấy trái hả chị ơi? Mà có mấy con này lâu lâu em mới lôi lên em bán, thì em không có chuyên cái này mấy chị. Cái con viền trắng cũ hết rồi, họ tin nó còn viền đen thôi hả? Hết rồi chị Hà Cường ơi, con này hay chọn con này à. Nếu 67 kg là mặc cái form giống như một ti hồi nãy, chị ok thì hãy lấy nha. Còn không ok thì để từ từ em biết sở thích của mấy chị em đi đảo em kiếm nha. Nó tùy form á chị Yên Nguyên. Giống như nãy cái con mà sọc mà chị sọc hai bên mà chị lấy ti nó 7 mấy kg mà nó mặc mới size M. Nói chung là tùy, chị về chị cứ thử đi. Ok hết nha. Ổn hết đó chị. Tại em hay đi mua đồ cho chồng em mà về. Không, chồng không mấy chị tài về cái phần áo dễ này đó, thoải mái lắm. Con mở cái này nè, như là cái đồng vàng của tháp tù bảo. Con mở cho con. Anh có đồ mở nè, thầy có tí kéo tay tay được kéo. Cho em coi thảm đỏ. Tháp đỏ. À cái tháp đỏ là cái áo đỏ. Áo tháp á. À, cái này của chị. Em coi. Tháp đỏ là gì? Lẽ này hả chế? Lẽ này hả chế? Hay là tháp đỏ của cái áo đen? Con đưa cái này vô rồi. Phải tháp đỏ. Cái này tháp xanh hả? Tháp đỏ là cái gì chị Thanh ơi? Tháp đồ bảo. Rồi đúng rồi. Chị là má ơi. Chị là cuối cùng phải đi đặt thêm. Đặt thêm một mua tháp tụ bảo để đầu năm thay cho bàn thờ ông điện ở đó mấy chị. Cái này là thỏi vàng nè, thỏ 68 thỏi vô cho chị xả ba lỗ màu đen. Dạ chị nhắn tin vô trong bay đi chị, chứ giờ ở đây em để em đóng hàng rồi. À cái này để chút lên đầu em xử lý trong hàng nhắn rồi nha chị. Rồi tụi em đang đưa em sẽ giải quyết rồi. À, tháp đỏ là gì chị, cho bỏ nó ra đi. Cái này bỏ hết cho cô Nhật Nghiền em không.
ba áo và hai quần. Để Tuy xuống lấy con quần dài, Tuy xuống kiếm một con quần trâu size 29 nha Tuy. Quần trâu 29 nha. Rồi, 2 giờ hoặc 2 giờ 15 tụi nó, 2 giờ 15. 2 giờ 15, 2 giờ 20 tụi nó sẽ like đồ xưởng nha mấy chị. Đồ xưởng ha. Rồi em lên em thử cái đồ các. Lên em bỏ đồ vô bàn thờ. Không giao mấy cho con nha mấy chị. Con thử còn đủ viên, không đủ viên. Rồi, chào mấy chị nha.